Anh à, em rất hạnh phúc và sung sướng được là người yêu, là vợ của anh hơn 60 năm. Em rất hạnh phúc, rất sung sướng. Cảm ơn anh đã chăm sóc, quan tâm tới em. Và có thể trước đây thì ít, nhưng mà gần về những năm tháng này, do tuổi lớn và sức khỏe của em có giảm sút, cho nên có những khi em sẵn giọng và em có những cái thái độ làm cho anh không vui. Em thật lòng xin lỗi anh. Em biết anh sẽ bỏ qua vì anh rất yêu và thương em. Ngay như là đêm hôm qua đấy, 1 giờ đêm, khi em lên huyết áp, em tính không gọi anh, nhưng anh tự biết bật dậy và anh chạy sang, anh pha nước và anh đưa thuốc cho em. Lúc đó em cảm động lắm. Em rất hạnh phúc, sung sướng vì có được một người chồng như anh. Tuổi càng về già rồi ai cũng phải như vậy thôi. Chúng mình đều lớn hết rồi, già rồi. Cơ địa con người là nó cứ chuyển biến theo mùa thôi, không có gì cả. Em nói như đêm ngày hôm qua đúng là 1:30. Lúc bây giờ, sự thực ra là anh cũng đang lên huyết áp. Nhưng mà tất cả anh không hề nói, để vẫn sang để giúp đỡ em. Cái chuyện đó thì bởi vì là nhà có 2 vợ chồng thôi, do đó mà không có lẽ rằng là người này bệnh, người kia bệnh mà lại thiếu cái điều quan tâm. Cho nên rằng là những cái lời động viên, những cử chỉ, những hành vi của cuộc sống hàng ngày của giữa anh và em thì mình cũng đã làm cha làm mẹ lên ông lên bà hết, thì càng nghĩa là thoải mái được bao nhiêu, càng vui vẻ được bao nhiêu, càng có nụ cười được bao nhiêu thì sức khỏe chúng ta càng có nhiều bấy nhiêu. Thế cho nên rằng là ở đây thì tất cả những cái gì mà anh có khuyết điểm chẳng hạn, thế có một cái tính nóng nảy hoặc là những cái kỹ rất là kỹ, làm đâu để đó, thì làm cái gì xong cái đó thì nó có những cái, có khi có những cái thái độ mà đối với em là em sẽ không chấp nhận được. Nếu có chấp nhận thì cũng là một cái để cho nó gọi là để cho nó qua đi rồi để giữ gì hạnh phúc. Thì trước các cái thì những cái chuyện như vậy thì bản thân anh sau anh cũng phải kiểm điểm để rồi mình kiểm soát mình, để sau này mình không có những cái hành xử như vậy, mình không có tiếng nói như thế. Thì đây cũng chỉ muốn mượn một cái câu nói của một nhà văn, thì mượn một câu nói như thế này để không biết rằng là em có bằng lòng hay không. Cảm ơn đời, mỗi sáng mai thức dậy ta có thêm một ngày mới để yêu thương. Đó. Thế như vậy tức là có tất cả những cái gì khi mà chúng ta chăm sóc nhau rồi, chúng ta có cái chuyện gì đó rồi trong một đêm chúng ta chỉ biết rằng là sáng mai thức dậy và chúng ta thế lại có được những ngày mới để yêu thương lẫn nhau. Thế như vậy, thế thì có những cái điều gì trong sinh hoạt anh có khuyết điểm với em thì anh cũng nhận lỗi và em cũng bỏ qua. Đấy là những cái mà hôm nay cũng nhân tiện đây cũng nói thẳng để em vui hơn, khỏe hơn, bởi vì chúng ta cũng đã sắp đến ngày mà chúng ta kỷ niệm những ngày cưới của gần 60 năm rồi. Con bị xúc động quá. Đây là món quà của chương trình Giải Mã Tri Kỷ gửi tặng đến cho cô thầy. Và trước thềm năm mới thì Khả Như
cũng như cô thầy ở đây xin gửi đến quý vị khán giả lời chúc mừng năm mới, một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Cảm ơn quý vị khán giả và con cảm ơn cô thầy đã đến với chương trình vì đã đồng hành với con, với ekip chương trình. Chương trình do Đài Truyền hình Vĩnh Long với công ty Sen Vàng thực hiện. Chương trình được phát sóng vào lúc 19:15 thứ ba hàng tuần trên kênh Truyền hình Vĩnh Long 1. Một lần nữa cảm ơn quý vị khán giả. Xin chào và hẹn gặp lại.